anh chị và các bạn yêu hoa vàng đã trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một mặt hoa dendrochop bà biên khá là và đẹp. Đây xin giới thiệu với các bạn đây là mặt hoa biên vip nha. Thì cây cũng còn tơ nên hoa thì cũng không được nhiều nha các bạn, nên mình chỉ quay video để giới thiệu cho các bạn tham khảo cái mặt hoa biên vip này thôi nha. Thì mặt hoa biên vip này có khuôn khá là tròn và màu chủ đạo của nó là màu hồng nha các bạn. Biên vip là một mặt hoa chấp thuận và phần chấp thuận của cây biên vip này nó có một màu ám hồng nhẹ, càng nổi bật thêm khi mặt hoa biên vip này có thêm một viền trắng xen giữa, làm cho mặt hoa biên vip này hiện rõ ba tông màu rõ rệt. Thì thường là những anh em chơi lan gọi những cái mặt hoa có ba tông màu như vậy gọi là hoa ba biên nha các bạn. Về giá cả của mặt hoa biên vip này thì cũng khá là hợp lý nha các bạn. Thì mọi người có nhu cầu mà sưu tầm cái mặt hoa này thì có thể liên hệ trực tiếp mình qua số điện thoại bên dưới màn hình hoặc là liên hệ trực tiếp mình qua Facebook nha. Và sau đây xin mời quý cô chú anh chị và các bạn mình cùng ngắm nhìn lại cái mặt hoa biên vip này nha. Và đừng quên ủng hộ kênh bằng một lượt đăng ký để kênh ngày càng hoàn thiện hơn nha các bạn.